Ngày 4 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hòa Thành tổ chức hội nghị hiệp thương cử bổ sung thay thế chức danh Chủ tịch Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hòa Thành thông qua tờ trình về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2019-2024. Đối với ông Nguyễn Hữu Thọ, do dừng thực hiện mô hình thí điểm trưởng ban dân vận thị ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, hội nghị tiến hành hiệp thương bầu bổ sung bà Võ Thị Son, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Long Thành Bắc, làm ủy viên tham gia ban thường trực và giữ chức vụ chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hòa Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả 100% ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã có mặt tại hội nghị biểu quyết đồng ý.